Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin chuyền bóng đá 5 phút ngày 8 tháng 11. Mình là Hoàng Spin. Chúc các bạn có một tuần mới ngập tràn những niềm vui. Còn nếu chưa vui thì hãy xem ngay bản tin chuyền bóng đá. Liverpool thua trận đầu tiên tại Premier League. Vâng, việc gì cũng có lần đầu tiên. Nhưng mà lần đầu tiên này của Liverpool xem ra không được sung sướng cho lắm. Làm khách đến sân cửa West Ham, Liverpool vẫn chơi chủ động. Tuy nhiên West Ham mới là đội có bàn thắng mở tỷ số sau khi mà Alisson đã lúng túng đá phản lưới nhà. Đây được coi như một điểm gỡ dành cho The Cop. Tuy nhiên đến phút thứ 41, Liverpool đã có bàn thắng gỡ hòa sau một cú sút phạt phải nói là chuẩn con nhà bà mực đến từ vị trí của Alexander Arnold. Đến lúc này West Ham như bị động vào lòng kiêu hãnh, họ đã quyết định trừng phạt đội bóng mà đã dã Manchester tước nằm bàn, làm lung lay ghế của Solskjaer. Thế là lần lượt Pablo Fornan và Zuma ghi thêm hai bàn thắng. Mặc cho Origi gỡ gạc lại được một bàn, thì West Ham vẫn thắng 3-2. Vậy là The Cop đã chính thức bị thua. Và còn gì đau đớn hơn khi mà cũng bị chính West Ham leo lên đầu trên bảng xếp hạng. Pháo thủ gáy vàng top 5 thẳng tiến. Nếu mà hỏi đội bóng nào đang có phong độ tốt nhất Premier League hiện tại, tôi sẽ trả lời ngay mà không cần do dự. Đó chính là Arsenal. Cố tình thua 3 trận đầu mùa với mục đích là để lọc fan. Những trận đấu tiếp theo thì cái tên Arsenal trở thành nỗi khiếp sợ của mọi đội bóng. Và vào tối ngày hôm qua, thêm một cái tên số nữa được điểm danh, đó chính là Watford. Saka bị VAR từ chối bàn thắng. Không sao, Aubameyang xịt pen cũng không thành vấn đề, bởi chúng ta vẫn còn đó Emile Smith Rowe. Một bàn thắng là quá đủ để Arsenal nối dài chuỗi 10 trận liên tiếp bất bại trên mọi đấu trường. Không cần thắng một trận 10-0, chỉ cần thắng 10 trận 1-0 là bạn đã hủy diệt cả giải đấu. Và với chiến thắng này, Arsenal đã chính thức leo lên vị trí thứ 5. Xếp ngay dưới họ thì là ai? Là ai? Xin thưa, đó chính là chú 6 Manchester United. Cho mình được thấy cánh tay của Fan Emu đầu mùa đi ạ. À mà bây giờ làm gì còn cánh tay nào nữa, chui vào hàng hết rồi còn đâu. Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. Huấn luyện viên David Moyes mơ về Champions League sau khi mà hạ Liverpool. Ai ai cũng có những ước mơ. Và các bạn đừng vội bảo là David Moyes đang mơ quá cao, bởi những gì ông mơ là hoàn toàn có cơ sở. Sau trận thắng Liverpool, ông đã chia sẻ rằng West Ham có thể cạnh tranh top 4 và tôi cũng muốn xem cơ hội của chúng tôi như thế nào. Mùa trước, chúng tôi chỉ kém nhóm dự Champions League có 2 điểm. Vậy nên tại sao chúng tôi lại không thể giành vị trí đó? Chúng tôi sẽ không để đôi chân bay khỏi mặt đất. Nhưng mà cảm giác ở thời điểm này thì là thật tuyệt vời. Trên bảng xếp hạng Premier League lúc này thì West Ham đang đứng thứ 3 với 23 điểm. Họ bằng điểm với đội xếp thứ 2 là Man City, nhưng mà kém về hiệu số. Họ hơn Liverpool 1 điểm và hơn Arsenal 3 điểm. West Ham đã có một lối chơi mạch lạc, khoa học và hợp lý. Biết đâu khi mùa giải kết thúc, West Ham lại trong top 4 thật thì sao? Và cũng nói thêm một chút, đó là tôi đang muốn biết cảm giác của Lingardinho lúc này. Tại sao anh ấy lại từ chối đá chính cho một đội top 3 để quay về dự bị cho một đội trong top 6 cơ chứ? Choáng với giá trị đội hình của đội tuyển Nhật Bản. 28 cầu thủ của tuyển Nhật Bản đang trên đường sang Việt Nam. Và chúng ta hãy cùng xem đội hình này đắt giá đến cỡ nào. Theo trang First Map, đội hình của tuyển Nhật Bản được định giá lên đến 110 triệu euro. Tức là nó cao hơn 24 lần giá trị của tuyển Việt Nam. Khi mà tuyển Việt Nam của chúng ta mới chỉ được định giá 4,5 triệu euro mà thôi. Trong số 28 cầu thủ này, người được định giá cao nhất là một cái tên khá xả lạ. Đó là tiền vệ Daichi Kamada, đang thi đấu cho Frankfurt. Anh được định giá 25 triệu euro. Xếp thứ hai chính là Tomiyasu của Arsenal, được định giá 20 triệu euro. Xếp thứ ba là Minamino của Liverpool, được định giá là 12 triệu euro. Những cầu thủ khác như là Endo được định giá là 10 triệu euro. Sakai là 4 triệu euro. Yoshida là 3 triệu euro. Trong khi ở tuyển Việt Nam, người được định giá cao nhất thì cũng chỉ đến 300.000 euro mà thôi. Đó là Quế Âu Hải, Quảng Hải, Tiên Linh và Văn Toàn. Công Phượng được định giá là 250.000 euro. Tuấn Anh là 200.000 euro. Xuân Trường và Văn Thành cũng được định giá là 200.000 euro. Rio Ferdinand bảo vệ Ronaldo sau trận thua. Như chúng ta đã biết thì Man Đỏ vừa thua với mặt Man Xanh với tỷ số là 0-2. Sau trận đấu thì người ta bắt đầu tìm các lý do để đổ lỗi. Người thì đổ lỗi cho huấn luyện viên, người đổ lỗi cho cầu thủ, người đổ lỗi cho phong thủy, tâm linh. Và đến cả CR7 cũng bị mang ra để đổ lỗi. Họ cho rằng anh lười biếng, không chịu pressing. Và thế là ngay lập tức, Ferdinand đã lên tiếng để bênh vực đàn em. Thật là ngớ ngẩn, các người đang nói về một trong những, hay thậm chí có thể là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đấy. Bạn không thể mua Ronaldo về để pressing. Real Madrid không mua anh ấy về để phòng ngự. Tôi không hiểu là mọi người đang nói gì nữa.
Lewandowski có phải là một người pressing chính của Bayern không? Hay là nói về Harry Kane, số 9 hạng nhất thế giới, liệu họ có khen rằng một cầu thủ pressing tuyệt vời không? Aguero là số 9 xuất sắc nhất Premier League trong nhiều năm, anh ấy có phải là một người pressing giỏi không? Rồi Messi có pressing không? Thật là nực cười. Đúng là nhận định của cầu thủ có chuyên môn thì nó lại khác bọt hẳn. Công việc của Ronaldo là ghi bàn chứ không phải là pressing. Đến đây thì bản tin chuyền bóng đá 5 phút ngày 8 tháng 11 cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ ấn like, share để kênh và giữ nút chuông để đón xem những bản tin hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn.